Kỳ tích. Chà, hôm nay hái được nhiều lá thuốc quá, chỗ này phải dùng đến cả tháng mình ạ. À, xem mình kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt lắm có phải không? Tôi không sao, mình uống nước đi cho đỡ khát. Thôi, mình mệt hơn tôi, mình uống trước đi. Mình yếu hơn tôi, mình uống đi. Cảm ơn mình. Mình ơi, nhìn kìa. Chuyện gì thế mình? Cây lược vàng kìa. Ồ, đúng rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn, cây thuốc này quý và hiếm lắm. Công dụng chữa vết thương của nó rất thần kỳ. Tôi phải hái nó mới được. Khoan đã mình, chỗ đó trơn dốc lắm, mình phải cẩn thận đấy. Mình yên tâm, tôi biết mà. May quá, tôi nắm được tay mình rồi, cố lên. Không xong rồi mình ơi, bực này sao không đáy. Rơi xuống thì chỉ có chết thôi. Chết làm sao được, đã có tôi nắm chặt tay mình rồi, tôi sẽ kéo mình lên. Làm sao mình có thể giữ được tôi chứ? Hãy thả tay tôi ra mà leo lên bờ đi, chứ cứ như thế này cả hai sẽ cùng chết. Không, có chết tôi cũng không thả tay ra. Mình ơi, tôi xin lỗi. À! Không, dù chết tôi cũng không thả tay ra đâu. Sao mình dại dột thế? Mình đừng có bỏ cuộc, chúng ta sẽ cùng kêu cứu. Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta mà. Nhất định là thế. Cứu tôi với! Đạo sư, người đã trở về ạ. Ta hái ít thuốc bổ để sắc cho chị nhà. Chị ấy chỉ bị thương phần mềm thôi. Hai hôm nữa là khỏe. Giờ chị ấy cần nghỉ ngơi, người cứ yên tâm. Đa tạ đại sư đã ra tay cứu giúp vợ chồng chúng tôi. Ân này chúng tôi nguyện xin kết cỏ ngậm vành. Ngươi hãy mau đứng dậy. Vợ chồng ngươi thoát chết là nhờ kỳ tích, chứ không phải do ta. Ý ngài là một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối mà lại có sức mạnh phi thường, nắm giữ tay một người đàn ông to khỏe trong cả canh giờ. Xưa nay ta chưa từng thấy. Kỳ tích, đúng là một kỳ tích. Chính tình yêu đã cho cô ấy sức mạnh tuyệt diệu này. Ngươi thật may mắn khi có được một người vợ hiền như vậy. Hãy biết trân trọng và yêu thương cô ấy. Mình đúng là ngốc mà.